Nguyễn Ngọc Sùng ơi, 94. Quy kén rượu kén chè. Thôi được rồi, đây rồi. Tổ tre thì được bạn bằng bạn quan tiền này. Rồi. Đấy, ông 90 mấy tuổi mà đấy đang trải nghiệm cái mùi rượu thần tốc. Muốn uống nhiều uống ít thì mình bấm vào đấy. Đấy, muốn đặt hay loạn thì mình bấm đấy. Uống cái này cũng đặt quá không hay. Đúng rồi, đấy, đặt cái loạn hay không là do mình. Đấy, bấm là dừng luôn. Đấy. Đây là ông đấy mang cà phê ra pha uống luôn. Đây là cái thìa đây. Đấy, xin mời ông máy lên xong rồi đèo lên cho nó uống rồi. Thế ông Sùng ấy từ hơn 90 năm nay đã thấy cái bình nào nó ra nước sôi nhanh như thế chưa? Chưa. Chưa thế à? Hôm nay là một. Hôm nay mới thấy đầu tiên à? Mà chỉ có ăn chơi gặp ngồi chơi với ông ai ăn chơi. Ăn chơi cho đủ mọi mùi. Ờ đấy, ở đây là chỗ cơ sở bán buôn bán lẻ còn lại là chuyên bán những cái bình đun nước nóng thần tốc này và một số mặt hàng gia dụng khác nữa. Đấy, hôm nay là ông dài 99 mấy rồi. Chín chiếc bình này nó có nhanh không? Nhanh lắm. Đấy, đun nước nóng ra rất là nhanh đúng không? Pha cà phê, pha trà rồi pha sữa uống rất là tốt. Người già trẻ em là có ông Lê Lợi xóm tôi. Rồi. Cà phê pha cốc ngồi chuyện chơi suốt ngày. A Di Đà Phật, xin cảm ơn. Rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ông Nguyễn Ngọc Sùng. Đấy, 94 tuổi rồi, hôm nay ông Sùng bắt đầu pha trà để trải nghiệm chiếc bình đun nước nóng thần tốc sôi sau 2 giây công nghệ Thạch Anh Nano của Đức. Đấy. Ông Sùng ông lại vui chén rượu chén trà. Đúng rồi. Đấy, chiếc bình đun nước nóng Thạch Anh Nano của Đức đấy. Bắt đầu lấy nước ra đấy. Ấn đây phải không? Đúng rồi. Đấy, thế là nước điện sáng lên là đóng điện rồi đấy. Nước bắt đầu chảy ra đấy. Thì sau 2 giây là nước trà là nước nóng là ra ngay. Pha trà là nước nóng 100 độ như này là trà chín rất là thơm ngon. Đã cần phích đây. Không cần phích nữa. Không cần phích, không cần siêu tốc nữa. Mà đây chỉ cần dùng có chiếc bình đun nước thần tốc này là có thể là đáp ứng mọi nhu cầu rồi. Đấy. Khoa học ấy. Đấy. Sạch sẽ đấy. Phải sạch lắm. Đấy, thế từ hơn 90 năm nay thì ông Sùng đã thấy cái bình nào nó nóng nhanh này chưa? Chưa. Chưa có cái bình nào như này. Chưa có. Đấy, ông thấy có rồi, đúng rồi. Chưa có, ông Lợi mới có này. Cái bình này rất là tiện dụng, người già em bé đều có thể dùng rất đơn giản. Và an toàn tuyệt đối, trong bình bây giờ là hoàn toàn là nước lạnh hết. Chỉ khi nào mà bấm công tắc lấy nước ra thì điện mới đóng. Thì nước ra ngoài là hoàn toàn nước nóng để pha trà, pha cà phê, pha sữa cho người già, em bé, trẻ em và tất cả mọi người. Rất là tiện dụng. Ông Lợi có rất nhiều tài. A Di Đà Phật. Chém ai trên đời. A Di Đà Phật. Quý giờ chưa thấy cái bình này bao giờ. Thế bây giờ gặp thế này thì có thấy phấn khởi không? Khoa học ấy. Đúng rồi, đấy, bình này rất là tiện.